Rich Kids Đà Nẵng dùng số tiền 100 triệu sinh nhật mẹ cho để mua tặng hết xe máy cho người nghèo thay vì mở tiệc tụ tập cùng bạn bè trong dịp sinh nhật. Rich Kids này đã dùng toàn bộ số tiền để cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện tặng xe máy cho những hoàn cảnh khó khăn. Năm nay có lẽ là một năm đặc biệt với chị Nguyễn Tường Vi ở phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, Đà Nẵng khi cô đã dùng số tiền hơn 100 triệu đồng tổ chức sinh nhật mà mẹ cho để làm việc từ thiện. Rich Kids này đã dành toàn bộ số tiền để cùng các bạn trong nhóm thiện nguyện Team 44 tặng 5 xe máy và tiền mặt giúp đỡ cho những hoàn cảnh tàn tật và khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trước đó, cô gái này cũng đã mua tặng 3 chiếc xe máy cho người dân quê các tỉnh phía Bắc đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch và đi ngang qua Đà Nẵng. Theo báo chí Thức Trẻ, nhận được chiếc xe máy mới, bà Phạm Thị Chiến, sinh năm 1963, ở quận Hải Châu không khỏi xúc động, rơi nước mắt và chia sẻ thêm về hoàn cảnh khó khăn của mình. Bà Chiến mưu sinh bằng việc rửa chén bát cho các quán ăn, quán nhậu. Tuy nhiên khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng quán đóng cửa, bà cũng theo đó thất nghiệp. Một tháng trở lại đây, bà mua trứng lộn bán ở vỉa hè để kiếm tiền chút ít tiền sống qua ngày. Và khoảng mấy năm trước, vì thấy hoàn cảnh bà khó khăn nên một người quen đã cho bà chiếc xe máy cũ. Đến nay, chiếc xe đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng. Nhiều hôm trên đường đi xe bị hỏng giữa đường, bà vừa dắt xe vừa rơi nước mắt. Bà Chiến cho biết mỗi tối bà chỉ lời khoảng 50.000 đồng. Trong một tối bán trứng có một khách nữ ghé ăn, khi biết được hoàn cảnh khó khăn, họ ngỏ ý đến việc tặng bà một chiếc xe máy. Bà Chiến khi nghe nói vậy tưởng cô gái nói đùa, nhưng khi hôm nay nhận được chiếc xe máy mới, bà mới biết đó là sự thật. Bà bày tỏ sự vui mừng, sung sướng và gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân. Cũng giống như bà Chiến, chị Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1983, ở phường An Khê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng bày tỏ sự vui mừng, cảm kích khi nhận được chiếc xe máy mới. Được biết, chị Huyền có hoàn cảnh khó khăn khi người chồng bị tai nạn hỏng mắt và mất sức lao động. Suốt hơn 10 năm nay, chị Huyền làm công nhân cho một công ty may mặc ở Đà Nẵng, một mình lo toan cho chồng và hai con nhỏ. Tuy nhiên vì dịch mà chị Huyền phải ở nhà 2 tháng không có việc làm, nguồn thu nhập duy nhất cũng theo đó mà mất đi. May mắn thay, qua tổ trưởng và bạn bè kết nối với nhóm tình nguyện, chị đã nhận được một chiếc xe máy mới. Trường hợp đặc biệt của em Đặng Hồng Ân, sinh năm 1997, ở quận Hải Châu khi sinh ra đã khuyết một phần mặt, nhờ một tổ chức nước ngoài, em được phẫu thuật, khuôn mặt này đã đầy đặn hơn trước, nhưng khiếm khuyết vẫn còn. Được biết cha Ân chạy xe thồ, mẹ bán cơm vỉa hè, tuy nhiên khi dịch đến, quán cơm đành phải đóng cửa, những guốc xe cũng không có là bao. Để giúp đỡ bố mẹ, em Ân hàng ngày đi bộ gần 10 km làm phục vụ tại một quán nhậu. Khi biết được thông tin mình được hỗ trợ xe máy, em Ân bày tỏ cảm xúc vui mừng khôn xiết đến nỗi không tài nào ngủ được. Với chiếc xe máy này, em sẽ không cần phải đi bộ để làm thêm nữa. Bên cạnh hoạt động tặng xe máy trong dịp sinh nhật vừa qua, chị Nguyễn Tường Vi và gia đình thường xuyên tham gia đồng hành cùng các nhóm thiện nguyện Đà Nẵng giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ về điều này, chị Vi cho biết chính nụ cười và niềm hạnh phúc của những người còn khốn khó là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà chị nhận được. Những mảnh đời cơ cực đã giúp chị có thêm động lực tiếp tục con đường thiện nguyện, giúp đỡ thêm nhiều trường hợp khác.